Chúc mừng năm mới mọi người. Và hy vọng mọi người có một cái Tết ấm no và tràn đầy hạnh phúc. Đến với Gia Gia Makeup Channel ngày hôm nay, trước là một cái số đặc biệt, Gia Gia đã mời chị Sĩ Thanh rồi. Thì mọi người cũng rất là phấn khích về điều đó, đã gửi rất là nhiều thư mời cho Gia Gia đây này. Gia Gia cũng có soạn ra một số thư mời, thì trong đó nội dung bao gồm chung đó là: chị Gia Gia ơi, em rất là thích chị mời những khách mời đến đây để có thể hướng những makeup cho chúng em được biết như thế nào là makeup đẹp, như thế nào có thể bắt chước được thần tượng của mình. Thì hôm nay Gia Gia đã mời một khách mời đặc biệt, rất rất là đặc biệt, đó là quán quân của đấu trường Tiểu Lâm năm 2016, Phạm Duy Khương. Lần đầu tiên xin cho phép Duy Khương gửi lời chào tất cả quý khán giả của Gia Gia Makeup Channel. Hôm nay chị thấy là khác mọi ngày lắm, thường thường thấy trên sân khấu toàn là giả gái không à, rất là xinh đẹp luôn. Thì hôm nay với một cái hình tượng hot boy như vậy, thật ra là chị cũng hơi nhận không ra. Thì không biết là đó, giữa cái việc mà em ở ngoài với cái việc em trên sân khấu, thì khi khán giả nhìn em á, họ có nhận ra em ở ngoài đời hay không? Em rất là may mắn là mọi người nhận ra em, bởi vì có một cái nụ cười thương hiệu. Khi em cười thì mọi người nhận ra em liền, cho nên lỡ như mà mọi người nhìn em mà chăm chú nhìn em mà ngờ ngợ ra đơ đơ với em mà 3 giây á là em cười liền, mọi người nhận ra em. Thì đó, người ta nói là một nụ cười bằng 10 thang thước bổ. Quý biết sao là người ta giữ được sắc đẹp cũng như được nụ cười, đúng không? Đúng rồi, lúc nào em cũng tinh thần rất là lạc quan và vui vẻ. Và một cái điểm đặc điểm nữa là tại sao, em có biết lý do tại sao chị mời em đến với Gia Gia Makeup Channel ngày hôm nay không? Em nghĩ là thường makeup thì chọn khách mời là nữ, nhưng mà lần này em nghĩ là chị muốn có một cái sự đột phá là nam. Nhưng mà nếu mà là nam makeup thì nó sẽ rất là ngắn gọn, xúc tích và ra về rất là nhanh. Em nghĩ khai thác một bạn makeup giả gái á, thì sẽ có rất là nhiều cái bước cầu kỳ, làm sao có những cái bí quyết nào mà biến một người con trai thành một người con gái mà dễ nhìn, ưa nhìn, mà nhìn dễ thương. Thì hôm nay chị Nhi cũng sẽ trổ tài makeup để mà biến hóa Duy Khương trước và sau khi makeup trở thành gái. Còn một điều đặc biệt nữa mọi người ơi, đây đây là tấm hình Gia Gia đi event, thấy không? Một cái đêm váy đầm rất là đẹp luôn của nhà thiết kế Ivan Trường. Đó, rất là đẹp. Nhưng mà mọi người biết tại sao hôm nay Gia Gia lại mời Duy Khương tới đây không? Đây, mọi người coi đây. Với một khuôn mặt rất là khả ái, với nụ cười duyên dáng như là Phạm Duy Khương vừa nói, thì các bạn cũng thấy rồi đó, nụ cười duyên dáng và chiếc váy được cover bởi Miss Phạm Duy Khương. Đâu rồi, còn nữa đây. Còn một tấm nữa này rất là quần dài. Đó, rất là fashion, sexy. Thì ngày hôm nay Gia Gia sẽ cố gắng làm sao để biến hai chị em thật là lồng lộn trong ngày Tết, và đặc biệt là phải là song sinh với nhau. Dạ. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Đến với bước đầu tiên thì Gia Gia sẽ dùng makeup Forever Hot Day để cover lại phần nền cho Phạm Duy Khương. Khương ơi, thường em đi event này ai makeup cho em vậy Khương? Dạ, người ta makeup cho em không mà chị. Chứ em không bao giờ tự makeup cho em luôn hả? Em thật sự thì nếu mà nói về các bước makeup thì em rất là rành, em có thể kể được hết. Nhưng mà nói về làm thì em sẽ không bao giờ biết làm. Đâu, bây giờ em kể từng bước cho chị nghe coi. Mới vào là dưỡng nè, xong rồi đánh chị. Em đừng nói dưỡng, chị quên cái dưỡng với em luôn. Chú rồi. Ủa vậy hả? Trời ơi, quên mất mà may quá, bạn cũng rất là chuyên nghiệp, phải không? Đúng rồi, tại vì mỗi người sẽ có một cái loại da khác nhau, cho nên là nhiều người da dầu, da khô thì mình sẽ có những cái loại dưỡng phù hợp với da của mình. Thì mình dưỡng, sau đó em thấy tùy người, có người thì là sẽ lót trước, có người che khuyết điểm trước. Mỗi người có một cái gu riêng à? Dạ, có bí quyết makeup riêng. Thì che khuyết điểm xong rồi lớp lót, xong lớp nền, xong rồi phủ, xong rồi em thấy đánh chân mày, rồi đánh dán mí, xong rồi đánh em dán mí, lúc mà chị thấy mí em biết rõ luôn á. Nhưng mà khi mà giả gái á, nếu mà mình không dán mí thì con mắt mình nó sẽ không long lanh. Mình sẽ dán mí, mà mí to thì con mắt mình nó giống như mắt ngỗng vậy đó, mắt to nó long lanh, nó đẹp mắt lắm, mắt ngỗng luôn mọi người. Mắt bò giờ xưa mắt bò thì chỉ có là lông mi dài cong vút thôi, mắt ngỗng thì con mắt nó sâu hun hút luôn. Rồi lông mi giả, rồi sau đó sẽ sống mũi và highlight chữ T, sau đó đánh son. Mà cái mà em rất là lợi thế là khi mà đánh son á, em hợp với những cái tông son gọi là kén người khác xài á, những cái màu ác ác á, thì em đánh rất đẹp. Đúng, chính xác, chính vì vậy hôm nay chị đã chọn một màu rất ác nè. Màu mà người ta không dám xài, em xài ví dụ như là màu đỏ vàng, đỏ tím đua, đúng rồi, tím than. Đó. Màu mà tây tây á, em xài rất ok. Vậy là hai chị em mình hợp gu với nhau rồi, những cái màu khó đánh đó, như vậy đó lại đánh hợp cho mặt mình đó. Còn mấy cái màu tự nhiên người ta đánh hiểu điều thuật nữ thì mình đánh cho mình bị hình như bị sến đúng không? Em nhắc bị sến sến đúng không? Cầm một bó huệ đứng cái bên mình dâm chăn luôn, kỳ lắm luôn á. Nhìn kỳ lắm luôn. Đúng rồi. Đối với cách nói, cách
diễn giải từng bước một của Phạm Thị Phương rất là chính xác luôn, rất là chuyên nghiệp luôn. Chỉ có một cái là chưa bao giờ đụng đến mặt mình thôi. Em có đụng nhưng mà thất bại, bởi vì tại sao thất bại? Em cũng làm các bước như mọi người nói, mọi người có nhấn mạnh là Phương ơi nó rất là dễ, em cứ thử làm đi là em sẽ thấy nó không hề khó. Em cũng làm giống như người ta chị, cũng đầy đủ các bước, cũng không có sót cái nào hết, nhưng mà người ta làm make up còn em là tạc tượng. Có nghĩa là em make up đều hết mà sao cái mặt nó rất là dày nha. Có nghĩa là khi em make up vô em không còn biết gì, em đánh đều đến đều, em đánh đều lắm mà mắt làm tán đều, mà em nó rất là kỳ. Có nghĩa là màu mắt với lại màu chân mày em tán đều luôn, tán đều luôn, má hầu em tán đều, đánh giống như là cương thi á, hai cục hai bên đánh khó giống như là ung thư gan, em bị ung thư thôi chứ không phải là chặt khó thiệt. Thấy ra được rõ luôn á, một làn khói đi qua xương mặt em luôn. Và khói bếp á chứ không phải là khói ở ngoài Đà Lạt nha. Vậy là mục tiêu mỗi lần mà ví dụ mắc kích cương thi là ma ma vậy là được em mắc kích. Em làm chuẩn tông luôn đó, thấy không? Vậy chị, vậy chị hiểu rồi đó. Hôm nay em đến với chị và chị sẽ biến em dạ từ ma tiên nha chị. Chị sẽ cố gắng, chị sẽ cố gắng, chị tin vào chị. Nói chung á thì cho dù là make up nữ hay là make up đơn giản là make up nam thì không bao giờ không biết làm á. Ngay cả khi mà nói chung là sinh ra là để hưởng thôi đó. Số chỉ ngồi thôi là mọi người làm đi, mọi người làm tơ đi đó. Xong, bây giờ lên lớp nền xong. À, nhắm mắt lại cho chị quẹt xíu qua không mắt nè. Tiếp theo là mình sẽ đánh phối nha. Tại vì á thường á thì chị sẽ dùng phấn phủ để phủ lên luôn, sau đó mới đánh khối. Nhưng mà đối với Duy Khương thì chị sẽ dùng màu khối nó đậm hơn, cho nên chị sẽ đánh khối trước và sau đó phủ lên sau. Tại sao phải dùng khối đậm vậy chị? Tại nhiều như chặt khối chị em ơi, chặt banh luôn, chặt banh. Bây giờ các bạn có những cái ưu điểm như Khương là nọng nhiều á thì mình phải chặt khối dạng đậm. Như là chị thấy em hình như lên tí đúng không? Em bị lên tí. Sau Tết ăn quá phải không? Tại vì em phải ăn quá nó mà mọi người kêu ăn tí cho vui, ăn cho vui thôi mà em vui quá quá. Mấy bạn về nói với em là ăn đi rồi giảm cân, nhưng mấy bạn nó biết cái quá trình mà giảm cân nó khó hơn cái công đoạn mà ăn đâu. Ăn dễ lắm, nhai nuốt thôi, giảm cân hay mệt mỏi lắm. Ăn cho đã đi, ăn cho hưởng thụ cuộc đời để biết mùi đời đi, ăn cho ngon đi Khương. Ăn đi rồi xong mà móc họng ra để nó không có tiêu quá. Trời không, ơi, đau khổ. Cái thời đó của chị qua rồi. Chị cũng bị lắm em không? Cái thời đó của chị qua rồi. Bây giờ chị ăn thoải mái nhưng mà chị bù lại chị phải tập mỗi ngày. Dạ. Chị tập mỗi ngày luôn á. Ngày nào mà kiểu mệt lắm thì sẽ tập yoga ở nhà. Nhưng mà bù lại như vậy mình sẽ được ăn thoải mái mà mình muốn. Đúng rồi. Mình phải có chế độ tập luyện, thể dục, với lại ăn uống đầy đủ, rau củ đàng hoàng. Cái người mà ở chung mình rất là quan trọng. Họ dẫn mình đi tập hay không, họ dẫn mình đi ăn đúng không, đúng rất quan trọng. Tập á thì tập chắc cỡ 45 phút và cái đi ăn khoảng 4-5 tiếng mới về. Bù lại đúng không? Nạp năng lượng nhiều hơn năng lượng toát ra. Đối với Duy Khương thì chị sẽ đánh khối đậm hơn. Dạ. Cái phần gò má của em đó thì chị sẽ không đánh lên phần gò má trên mà chị sẽ đánh từ phần cổ. Tại vì chị sẽ tạo cái phần cổ cho nó tối hơn thì nó sẽ rõ cái phần gò má của em hơn, góc dạ cạnh của em hơn. Đây, bây giờ chị dặn. Bây giờ Khương ơi, giờ chị hỏi sơ nè, bây giờ nè, em có ước mơ hay cái gì đó là làm cho khuôn mặt mình nó hoàn hảo, perfect hơn không? Nếu mà nó ước mơ á thì em có rất là nhiều mơ ước. Nhưng mà nói từ cái một là cái nào, nói về nhan sắc thì em không phải nghĩ là ước mơ mà em nghĩ là em phải thực hiện tại trong năm 2019 này thực hiện cái gì trước nè? Sự nghiệp sẽ là đầu tiên với em. Song song với cái việc gọi là sự nghiệp mình sẽ bước tiến thì em cũng muốn cũng có diện mạo mới. Tại vì cái gì nó cũng sẽ có một cái phong mặt mới, mới. Đúng đọc rồi hết xây tải không đọc hết đâu, đọc ít thôi. Cái ít như thế nào nha? Mũi cầm từ đây tới đây thôi, mắt đừng đập, mắt để tự nhiên cho em đi, em thích mắt tự nhiên. Vậy đập một nửa thôi còn bao nhiêu là hai phần ba chứ đâu nữa chị, 2/3. Không, thực ra là chị nghĩ nghệ sĩ là phải đẹp. Đúng rồi. Chị nghĩ là nghệ sĩ phải đẹp. Có rất là nhiều nghệ sĩ sợ là sửa xong mình sẽ không còn được như trước, hoặc là mọi người sẽ không nhận ra mình. Em có sợ điều đó hay không? Cái quan điểm của em là vậy nè, em không có quan trọng là sửa nhìn biết sửa hay sửa tự nhiên, quan trọng là sửa xong đẹp hay không. Bây giờ nếu mà nói trọng tài năng hơn nhan sắc, vậy tại sao bạn không vừa trọng có tài năng có nhan sắc? Bạn vừa cho người khác coi được cái năng khiếu của mình và bạn cho người khác coi được ánh nhìn của mình. Ánh nhìn của người khác, người ta sẽ nhìn về mình á, người ta thấy thích thú hơn. Ví dụ như em coi phim nước ngoài, em cũng thích coi diễn viên đẹp. Đúng, chính xác. Chị là rất là thích coi diễn viên đẹp. Đúng rồi.
Nếu mà nói về đẹp tâm hồn, chúng ta có thể châu chú từng ngày, nhưng mà nếu mà đẹp nhan sắc thì phải đến thẩm mỹ viện từng ngày. Ở thẩm mỹ viện từng ngày không, chị nghĩ là một phần nữa là chúng ta khi mà đẹp rồi á, chúng ta cần phải thể dục nữa. Đúng. Để nó giữ dáng, nó đúng giữ rồi. Thể dục thì cũng sẽ rất là đẹp, em đúng cũng rồi ủng hộ, nhưng mà có những cái thứ mà cầm hay là tỷ lệ mặt mình là do mình đầy đặn quá, mình tập gym, tập yoga, tập thể dục thể thao, nó sẽ là gom gọn lại. Nhưng có những thứ nó không thể gọn hơn như sống mũi, nó không thể cao lên từng ngày nhờ tập thể dục, cằm nó không thể nhọn ra nhờ tập gym. Thì cho nên là với em mà chỉ cần là đẹp là được. Hồi xưa người ta hay có câu nói là thôi thà xấu tự nhiên còn hơn là đẹp nhân tạo. Nhưng mà các bạn biết không? Không, bây giờ là sao? Bây giờ là cái người 21 thường, đúng rồi. Người thường là mong phòng, thôi bây giờ người ta đã có một diện mạo đẹp. Đúng bạn rồi. Bước một cái văn phòng lễ tân đẹp, thích đúng, có thiện cảm. Bước một khách sạn lễ tân đẹp, thích liền. Bước chính một xác, spa chính lễ xác tân đẹp, thích liền. Bạn đó là nghệ sĩ và đó là diễn viên, người mẫu model mà bạn đó còn không xin bằng em của tôi, không xin bằng chị của tôi, không xin bằng anh trai của tôi. Tôi đi coi bạn làm gì đúng không? Bạn phải là người đặc biệt, cho nên nên đừng đừng có quá gọi là khó khăn với cái việc gọi là tại sao phải sửa để tự nhiên phải tốt hơn. Nếu như mà ai cũng đẹp thì để tự nhiên không có gì để nói. Tại vì người ta không đẹp thì người ta sửa. Mình đẹp thì nhiều cái hạnh phúc nó sẽ đến với mình. Cái đó là điều tất nhiên và dĩ nhiên rồi. Bởi vì cuộc sống mình đã có những cái sự nỗ lực nhất định, nhưng mà nó còn ở bên ngoài ánh nhìn nó. Tại vì ban đầu lúc đầu tiên gặp mặt, người ta không thể nào biết được là bạn như thế nào và bạn có sự nỗ lực bao nhiêu phần trăm. Và khi trong cuộc sống, trong tình yêu, trong công việc, trong sự nghiệp thì người ta cũng không thể nhìn được hết cái công suất của con người mình. Nhưng mà nhìn ngoài người ta có thiện chí là người ta sẽ gần gũi với mình hơn. Đúng rồi. Đúng rồi. Chị nghĩ là làm gì cũng vậy, đẹp nó sẽ bắt mắt và nó sẽ được mọi người chú ý nhiều hơn. Dạ. Vừa rồi thì chị vừa dùng sản phẩm Matte Concealer và Tip Concealer để chặt khối cho Duy Khương. Bây giờ Duy Khương ơi, em để coi gương và nhận định lại coi thử chị sẽ chặt khối được chưa. Chị chặt khối đều á. Nhưng mà em nghĩ là cái này là nó chưa có sát lắm. Em nghĩ là chị phải dùng Botox hay filler chặt á. Ủa sao phải dùng Botox hay filler chặt? Chặt cũng nhầm nhò gì với em. Em nghĩ là chị chặt bằng cỏ, mà chị chặt bằng cỏ nó không thông dụng đâu chị. Chị lắc kim chích á, chị chặt gì mấy chị chặt vô cho mặt em. Kim tim á, chị chặt đi chứ giờ cái mặt đấy, nó nặng quá. Chị chặt cái miếng này nè, nó cũng nó bằng như như này. Giờ chị chặt nó cũng lót hơn cái ngón tay luôn rồi chứ thưa à. Ngón tay không hiệu quả mà cũng chích. Cho nên em nghĩ là đó là hậu quả của 30 Tết mà ăn thịt kho quá nhiều. Ăn lượng mỡ mà ăn, thích ăn mỡ, lượng cục mỡ bự bự ra. Cho nên là mấy bạn có ăn có chế độ ăn như Khương á. Thì bây giờ mấy bạn phải nhớ chặt khó là chặt vậy đó. Rồi bây giờ sẽ đến và phấn phủ Chanel. Dạ, bây giờ chặt khối xong rồi chặt banh sát xong rồi giờ phủ lên cho nó đều. Bây giờ chúng ta sẽ phủ lên cho nó mịn lớp da của em hen. Bây giờ chị phải phủ Chanel lên. Cái phủ Chanel này rất là mịn đó Duy Khương. Dạ. Chị lấy cây cọ, chị đánh hoa hàng ngày chi. Ngày xưa lúc mà em mới biến cấp em lấy cái bông phấn em quẹt, em bệt như chán nhựa chứ không phải phủ. Em quẹt cái mặt em như đồ họa vi tính, nó có những cái đường sọc sọc á. Chị có cảm giác giống như là em đang retouch hình cho vậy mấy cơ. Sọc rất là tự nhiên, cái mặt em như là vi tính đồ họa, như một bức tranh đẹp. Dễ sợ quá Thương ơi, bây giờ chị mới biết là hả, em rất là chuyên nghiệp. Nhưng mà chuyên chưa tới phải không? Cái thật sự là Thương cũng thú nhận là Thương chưa bao giờ make up cho mình được ổn định chứ đừng nói là đẹp. Sao Thương ơi, từ từ đi. Từ từ đến với chị sẽ cố gắng chỉ cho em. Nói chung từ từ, nhưng mà một việc mà làm được hay không là do em nha. Đúng rồi đó. Tiếp theo chị sẽ dùng make up của MAC số A35 để phủ phần liner tạo phần mắt sáng cho em. Dạ. Được cái cũng ít mùn thâm quá ha. Có ngủ sớm không Thương? Sớm chị, 2 giờ sáng sớm là chị. 2 giờ sáng sớm em mới ngủ luôn hả? Em làm gì? Em làm gì? Đi diễn là về nhà tẩy trang cũng khuya rồi chị. Nhiều khi đi diễn sân khấu hay tụ điểm cũng 11, 12 giờ mới out kìa. Tại vì thức khuya rất là phải bọng mắt với thâm quần á. Nhưng mà không sao đâu, mình muốn mình ngủ buồn là tại những cái ngày mà không đi quay mình ngủ buồn, mình chăm sóc là bằng đắp mặt nè. Bây giờ thử thách khó hơn cho em, làm giờ nhắm mắt miệng muốn nói. Trời, cái đó nghề của em chị. Vậy hả? Làm nhịn đó chứ đừng có nhịn nói với chị. Dạ, làm đi chị. Ok, bây giờ chị phải ép mắt cho em trước, còn tiếng hồi chung mày sao. Dạ. Bây giờ chị sẽ dùng bảng màu mắt của Suvr. Bảng màu mắt, ok. Bây giờ tông makeup của mình á là mắt gợt, nhưng mà môi phải đậm. Dạ. Đó. Tiếp theo là dùng màu cam đất để nhấn phần đuôi mắt.
đây là lần đầu tiên chị make up cho nam trong số của chị luôn á. Mà nam là từ trước giờ là chưa khách mời nam luôn hả chị? Mới trước á là chị dự định mời anh Kay Trùm. Anh Kay Trùm cũng đã có quay giả gái trong cái video của ảnh rồi. Cho nên rất là mong muốn được hóa trang cho ảnh thành con gái thêm một lần nữa. Nhưng mà tại vì ảnh bận show quá Tết không mời được. Thật sự thì để mà giả gái rất là khó, không đơn giản đâu nha quý vị. Tại vì một cái gương mặt của con trai thường là bị góc cạnh, với lại bị những cái ngạnh nó rất là thô. Nên là để biến thành con gái phải có những cái sự xử lý che khuyết điểm rất là nhiều. Tại vì cái gương mặt cơ bản trên gương mặt là dây thần kinh nó căng cứng hơn con gái. Và cái ngạnh rồi cái góc mặt, cái thần sắc nó cũng cứng hơn nhiều. Cho nên để mà làm cho uyển chuyển thì phải có những sự hỗ trợ là lông mi phải long lanh, chân mày phải cong vút rồi này kia. Bây giờ nhìn xuống nha, vẫn lên mưa chim. Tiếp theo bây giờ chị sẽ vẽ eyeliner dưới mắt cho em bằng waterproof. Bây giờ đây, nhìn xuống nha. Đó, chị sẽ vẽ miếng trong cho em. Rồi, so khi vẽ mí trong rồi thì chị Nhi sẽ dùng cặp lông mi. Cái giờ lông mi nó kiểu như không, em thấy không, để không? Nó dày, nó hay tự nhưng mà nó rất là thơm, rất là tự nhiên. Đó, thì hay xài lông mi vậy nhưng nó đậm nhưng nó vẫn mang nét rất là tự nhiên. Nó không có, nó không có dày như nó bị dày cái rèm. Đúng rồi, nó rèm, rèm bị che, rất là nặng mắt. Nó đều cộng ngắn cộng dài, nó đều, nó như hàng rào thôi. Đúng rồi, cái này hàng rào em, hàng rào uống công luôn nè. Nếu mà mình tự make up xong mình phải hệ dán mi cho mình tự làm được sao? Trời ơi, vậy mà cái số trước chị không gương mà chị phải tự dán mi rất là mắc cười luôn, em coi số đó chưa? Nè mọi người, nhìn kỹ. Ngước lên. Nhưng mà vẫn sexy. Ngước lên. Wow, cậu lông mi rất là. Chắc là chưa đâu, tại vì em rất là bận trong số Tết đúng không? Khó có thể mà định hình được con mắt mình đó, chứ là đánh màu mắt hay là dán mi rồi nhấn mí mình không có làm ngay ngắn được đâu. Đúng rồi, khó lắm em ơi. Nhất là những bạn mà như em là không nhắm một bên mắt được. Một là mở cả hai, hai là nhắm cả. Ủa, hai. Bây giờ ví dụ như là thử thách mà hả, make up 5 giây chắc là Duy Khương là tốt lắm mọi người. Thử thách make up 5 giây là sao chị? Make up cái gì 5 giây? Để make up xuống dưới mặt bàn nó phải phập lên. Chưa tới 5 giây, 2 giây à. Đúng rồi. Rồi đó em chắc là chẳng hạn sẽ thắng chị. Em đập nhanh hơn make up. Đúng rồi. Em phá nhanh hơn đúng không? Rồi. Bên này nữa là xong rồi nè. Sẽ có lúc hàng lông mi cong vút. Nhắm mắt xíu cho con nha. Có khi nào nhắm xong dính luôn hàng. Hình như cũng có đó. Đây có lần em bị đó. Em bị đó. Có kinh nghiệm quá. Có kinh nghiệm luôn hả? Em bị mất mắt không lên. Chết rồi chị ơi, mất không lên. Rồi bây giờ tụi ta 1, 2, 3. Em nói là không có sai đâu. Trời ơi. Thấy chưa? Cái sự canh che quá rất là khó. Nhiều quá thì nó sẽ gì nè, mắt nó đều lên được thoải mái. Camera để nhìn luôn. Zoom vào mắt nè. Vừa nói mà kéo dính là vẫn nói được. Nó rất là đi chậm con mắt mình, chuyển động chậm nên cái thấy có chịu không? Thì ra là đã dính với lông bên dưới. Ủa người Duy Khương, tại vì Duy Khương lông bên dưới rất dài. Dạ. Dán cái là keo tự động dính luôn. Nó càng dính hai bên. Đúng rồi. Thì trong bên dưới của em rất là dài luôn á, rất là sexy. Ôi. Có lần các bạn gắn mấy cái mi giả dưới vào trong một phút. Mắt cái là mắt nó nhọn nhọn là sắc ghê luôn á. Nhưng mà ác chị nghĩ là đừng nên quá ác. Tại vì trend của năm nay đó hả, là mắt đừng quá ác. Môi ác thôi. Nhấn màu môi thôi. Tại năm nay năm con heo. Năm nay nó quỷ. Mà là cái ác. Các bạn có chị em rất là ác. Em không hiểu sao là tao đâu có ác đến chị đâu mà chị ác như vậy. Nó một con lượng gái mà ác như vậy chứ. Vậy cho mắt lại chị vẽ liner nha. Rồi bắt đầu. Mình sẽ vẽ liner bằng liner của Innisfree. Ok. Bang! Xong con mắt thần thái rồi. Đó, mọi người thấy không? Sexy đó, mọi người gừng chạm nó sexy rồi. Và tiếp theo là chị Nhi sẽ dùng dán mi giả cho Duy Khương. Không có thương hiệu gì hết nha mọi người, ở đâu cũng bán. Nhưng mà cái này thì em yên tâm nha, không sao nha, không có thương hiệu chứ không phải đồ giỡn. Dạ. Đối với Duy Khương thì cái đầu của Duy Khương có, nhưng mà cái đuôi thì nó hơi sụp.
cho nên là chị Nhi sẽ dán lên phần phía sau, nhít lên một xíu. Dạ. Anh dán phần đuôi hả chị? Anh dán phần đuôi thôi, còn phần đầu là mình giữ yên. Không được nữa, em nhắm xíu cho nó khô nha. Vui đi. Gần đây em đang có một phim không? Chị thấy trên Facebook của em. Đúng rồi, em có giải gái một cái vai diễn hài Tết cho bên Dây Quanh TV. Nó là một cái vai diễn mà tổng hợp lại trong năm 2018 những cái sự kiện đình đám nhất của truyền thông báo chí và xã hội. Cái chương trình đó là Year One Rewind, thì nó sẽ sâu chuỗi cái sự kiện nổi bật tiêu biểu trong năm 2018. Thì em là cái nhân vật gọi là đại diện cho những cái nhân vật đó. Cái nhân vật của em là sẽ giả chị Thanh Hằng, rồi chị Võ Hoàng Yến này kia. Thì có những cái câu thôi. Đúng rồi, những cái câu nói host của mấy chị, những câu nói đình đám. Vậy thì cái câu nói đình đám nào nhất của chị Võ Hoàng Yến? Rất là nhiều người muốn hãm hại Yến nhưng mà chưa có ai hãm hại thành công. Wow. Thì có những câu nói nó rất là đúng, đúng không? Đúng rồi. Rồi cái đó thì trong kịch bản, những cái ngoài phạm vi kịch bản đó chính là khi mà em chuyển bối cảnh từ ở khu mà đồng trống qua một cái chung cư rất là cao tầng, thì em có thay đồ nhưng mà tại vì trời nóng quá em lột bộ đồ ra rồi nhưng mà em chưa mặc bộ đồ mới vô. Em vẫn còn tóc giả, nữ tính, make up rất là xinh xắn luôn, lông mi cong vuốt, rồi môi son đỏ rực, tóc giả long lanh. Nhưng mà em không mặc đồ nha chị. Em chỉ mặc quần không, mặc áo vẫn mặc áo ngực nha. Em ngồi lái xe hơi thì em đứng ngay đèn đỏ, người ta nhìn như xe hơi một cô gái rất đẹp mà ở trần mà ông là trời ơi không tưởng sớm đâu đó. Và người ta tưởng là con gái thiệt, người ta sao mà con nhỏ này nó bạo dữ vậy, hay là con nhỏ này nó dị dữ vậy. Cái gu của nó ra đường là không thích mặc đồ á, người ta chạy theo á chị, vô đồng trống người ta dí theo em. Trời, nghĩ là người ta muốn em giết cái khú, cái khú nó dí em vô đồng trống luôn. Em nghĩ là cái gì, người ta dí em người ta muốn ăn em dễ vậy. Này tới cái đồng trống thì em mở cửa bước xuống xe hơi, váy hả sẽ tới đùi sexy bốc lửa, thân hình rồi người ta nhìn hết hồn luôn, nhưng mà người ta thấy là có ngực mà áo ngực thôi. Khi người ta nhìn lại đó, anh ơi em cũng như anh đó, anh ơi anh nghe giọng đột quá đó, em diễn viên em cũng như anh đó, anh ơi không ăn nhậu được đâu anh ơi, anh cười anh đi, mà mấy người chạy theo luôn. Trời ơi vậy luôn hả? Cho đoàn phim đi theo, đoàn phim cười nó xỉu luôn á. Đọc phim nói nghĩ sao người Phương tạo nghiệp quá ác dễ sợ. Sợ có những cái khoảnh khắc mình mới nhớ được cái nghề, chỉ có cái nghề mới cho mình cái điều kiện mà quay cái đó, chứ ở ngoài đường mà quay cái đó chắc người ta bắt đi vô đường riêng luôn quá. Đường riêng đâu dễ thương mà. Vậy người ta mở mắt lên cho nha. Mở từ từ nha chị. Ừ, mở từ từ đi, kiểm tra để coi chắc chắn chưa. Với lại không bị dính, với lại em thích cái là thường dán mi á, mi giả thường dán như cái góc đó, nó đâm vô mắt rất là đau, mà chị dán không đau. Đúng rồi, nó chị, có một cái chị trừ ra cái phần đầu, tại vì em thiếu cái phần đuôi thôi. Dạ. Đầu quay rất là rõ nên cho nên chị nhấn cho nó rõ cái phần đuôi của mình. Dạ. Tiếp theo là bây giờ mình sẽ dùng cái make up. Đó, bây giờ chưa thấy phải không? Xài rồi, bây giờ xài lại đó. Sylvia, màu để mình nhấn lên lại. Đúng rồi, mình sẽ dặm lên lại cái phần màu hồi nãy mình mới vừa ấy. Màu nhìn xuân thiệt. Xuân đã đến rồi đó. Cái phần giả gái á, nó là có duyên khi Phương đến với cái nghề diễn xuất này. Tại vì khi ngày xưa Phương học ở trường sân khấu điện ảnh á, thì Phương toàn đóng vai già và đóng vai cha, vai chồng, không có được đóng cái vai trẻ đẹp. Tại vì lớp Phương rất là nhiều bạn trai đẹp thì đóng kép, Phương đóng vai già chuyên môn luôn. Thì có một lần là Phương thế vai cho bạn diễn viên Hải Triều và em cũng không được thích. Sau đó khi mọi người mới kêu em đi diễn hài ở ngoài, đi show, thế là sau đó em đóng hài trên truyền hình nhiều, đóng quảng cáo viral cũng giả gái. Và không biết tại sao rất là cái nhân duyên đến á, là mọi người tổ cho em, đó em, chị nghĩ là tổ cho đó. Em cũng nghĩ vậy, bởi vì em nghĩ là tất cả những gì nó đến với mình cũng là cái lọc, cái duyên. Cái lọc của nghề cho, cái cho duyên à. Cho nên là em nghĩ là cho cái gì thì em nhận cái đó, em không có sự lựa chọn. Bởi vì á, người ta nói em là ở Phương em giả gái hoài vậy á, tại sao em không có sự thay đổi. Thật sự á, mỗi người sẽ có một con đường. Nếu như những người nào đóng vai đẹp hoài thì ai sẽ đóng những cái vai mà vui như em. Nếu mà những đứa mà cứ dành vai vui như em thì ai sẽ đóng những cái vai chín chắn trong cuộc đời. Thì em là cái mô típ đóng những cái vai vui, em không đóng vai đẹp. Nhưng mà bây giờ em nghĩ là vậy nè, nếu em không đi được nhiều con đường, em đi con đường em sẽ làm đa dạng. Những cái vai diễn phụ nữ của em thì em diễn rất là nhiều vai, từ đánh đá hiền, sexy, dễ thương, dí dẫn cho tới người mẹ, người chị, gái, người em hay là nhỏ con gái. Rất là nhiều vai diễn thì em nghĩ là cũng đã có sự đa dạng nhất định về cái vai diễn thể loại em đang theo đuổi. Đúng rồi. Chia sẻ về cuộc sống đó, thì mọi người hay nghĩ là giả gái bây giờ các bạn có xu hướng giới tính thứ ba nhiều. Đúng rồi, không, khi mà em giả gái thì mọi người sẽ nghĩ là em là giới tính thứ ba.
tại vì á, ở cái mẫu số chung á là tâm lý của người Việt Nam mình nói chung luôn là bị cái văn hóa bên ngoài, có nghĩa là em nhìn chị bên ngoài như thế nào thì em sẽ mặc định như thế đúng đó rồi, chị mới xuất sắc, em nhìn cái này chắc ăn chơi đúng chính đâu xác đâu biết được là cái model người ta phải cấp sắc gương mặt phải lạnh lùng, nhưng ở ngoài đời rất hiền, rất hiền. Ví dụ như ta nhìn thấy anh này có nghĩa điểm không, chắc ông ngoài đời nó đăng nhanh tình cảm, nhưng mà sự anh này yêu rất chân thủy. Còn cái anh kia được cái diện mạo rất là tri thức, nhưng mà ở ngoài đời rất là đào hoa bạn em, gương mặt chỉ nhìn mặt nó thì rất thương, nhìn có thể tình cảm liền, nhưng mà cái tính nó rất kỳ, nó quen rất là nhiều người, có nghĩa là thương ai nó cũng thương thật lòng, nhưng mà nhìn ai nó cũng thật lòng muốn thương. À đúng rồi, đó là dạng gì đó ta gọi là lăng nhăng đúng không em? Nó không chịu, nó nói là nó bị đa cảm, nó nhiều cảm xúc. Nhưng mà em nghĩ vậy nè, cái diện mạo là cái thứ không thể thay đổi được, bất di bất dịch rồi. Còn cái bên trong là cái thứ mình khi mình cảm nhận và khi mình tiếp xúc thì thời gian nó sẽ cho mình cảm nhận sâu sắc về người đó. Đúng rồi, thực và, sự là mình muốn quan tâm đến người đó thì mình sẽ tìm. Và khi vai diễn của em là những cái vai diễn nội trợ rồi chửi nè, cá tính mạnh nè, bốc đồng rất là thể hiện rất là rõ cái tôi của em, thì người ta nghĩ là chắc khuôn ngoài cũng rất là lanh dữ là kia. Nhưng mà mọi người cũng biết là Phương chơi thua bạn không à? Chơi thua mà. Chơi thua không à? Nếu mà nói mà Phương dữ thì các bạn thua là quỷ. Không, mà rõ ràng là không có cái game chi sáng, chi tìm cao thủ. Chi tìm cao thủ. Chi tìm cao thủ thấy không? Em rõ ràng tiền là anh. Em ở ngoài chơi game show hay là ở ngoài đời mọi người đã, những người đã từng là tiếp xúc em nói ủa sao mà em hiền á, thì em không biết tại sao nó lên trên sân khấu em rất là nhập vai và em có một cái năng lượng và cái lửa trên sân khấu là em tập trung tuyệt đối vào vai diễn, và em tin vai diễn nó có thật, cho nên em thể hiện nhân vật và nói về cái vấn đề mà bị nhiều người nghĩ á. Nhưng mà em nghĩ là em là nghệ sĩ, em một phần là em thích để người ta có những cái sự gọi là nghĩ ngợi về mình nhiều, chứ mà người ta rõ ràng thì mình không hấp dẫn với người ta, cho nên là em cũng nói, tại vì người ta thường là nói là đàn ông thì cũng không cần phải chứng tỏ, chỉ có mờ mờ rõ rõ mới chứng tỏ là đàn ông. Ồ mờ mờ rõ rõ hay quá vậy. cho nên thì với em vậy nè, tính của em sẽ không thay đổi, bởi vậy em rất là thích cái tính của em. Cái tính này được hình thành là do là cái môi trường sống của em là sống toàn là phụ nữ, cho nên là em rất có nhiều cảm xúc đa dạng về tâm lý phụ nữ, em diễn rất là thuần thục. Còn vấn đề ở ngoài đời là em có bạn gái đúng không? Có rồi, và em có nhiều mối tình rất là đẹp, chẳng qua là hết duyên thì dừng lại. Em có những mối tình rất là cao siêu nha, người em từng là những người doanh nhân rất thành đạt, em không kể tên, nhưng mà đã chia tay, nhưng mà đến bây giờ cũng là bạn. Và những cái người đó là những cái người mà có vị trí nhất định trong xã hội, là những thương hiệu rất có tiếng tăm. Em quen mà đến những bạn á, không hiểu sao mấy người này cái u lạ vậy, có nghĩa là người ta sẽ không cần một người đàn ông chững chạc, một cái người đàn ông thật sự là manly để cho họ cảm thấy là anh khẳng định anh là ai, mà có nghĩa là trong tình cảm người ta cảm nhận được là chúng ta chân tình chân thành đến với nhau, chúng ta cũng không quan trọng điều gì nữa, tại vì họ đã đạt đến cái sự tốt nhất, là một cái ngưỡng cửa của thành công. Rất là may mắn em quen được những cái người gọi là hiểu em. Đi mua đầm cho em giả gái cho tin không? Trời đất ơi, cái đúng bạn gái đi mua đầm cho em giả gái, em ngại đi mua ống ngực bạn gái, bạn gái đi đặt xa ống ngực cho em, đi mua guốc cho em luôn. Hay quá vậy ta. Cho nên em rất là may mắn, cho nên là nhiều người nói vui đợi khi nào Cương thì làm VD rồi chơi VD với Cương. Em nói là em không có thích con trai được, em thích là em thích từ đầu tiên, từ nhỏ lớn không thể nào mà thấy giấu được, tại vì em làm nghề này cũng là 5 năm rồi. Không có cái show này thì cũng không biết được rõ là mọi người sẽ không nghĩ là em sẽ là một người đàn ông như vậy luôn á. Mà hồi xưa lúc mà em quen người yêu của em á, thì gia đình người yêu cũng hỏi là mày quen nó có lộn không, tao thấy nó bê đê thế mồ. Với lại coi tiền đó là mình là mình xong cho nó. Làm hàng vô. Em nói là thì từ từ đi, em nhanh lắm, quen chừng tuần lễ là hiểu rõ em á. Không sẽ không có bí mật gì hết. Mà chị thấy em rất là đàn ông hot boy mà, bởi chị không có nhận ra là vậy đó. Cuộc sống á, nó đã rất là nhiều bộn bề công việc rồi, mình cần một cái người gọi là quá lạnh lùng, mình rất là nhẹ, đời rất là nhàm chán, cho nên bây giờ á, cái gu con gái rất là lạ, thích những cái đứa gọi là miệng lưỡi vui á, chứ thật sự mà nếu mà nói trai đẹp bây giờ đầy có những cái gu gọi là gu lạ, em là một người cho nên là trung tóc lạ không đẹp nhưng mà đâu cũng không đẹp anh đọc người ta gọi là đọc thân, thì thời điểm nó đọc thân cũng là đọc thân đó nha. Chừng mà khi mà yêu nhau thì người ta sẽ cảm nhận được rõ ràng. Em có những đứa bạn con gái nó rất đàn ông, em nghĩ nó không lấy chồng được, nhưng mà khi mà nó lấy chồng em nghĩ nó sẽ làm chồng người ta luôn, nhưng mà nó vẫn lụy tình, nó vẫn khóc vì một cái anh không hề đẹp, nó khóc nó xỉu lên xỉu xuống, nó rất là lụy tình. Trong khi con nhỏ bạn em nó rất nữ tính mà nó thích quen con gái đó, nó gu nó vậy. Còn thằng bạn em men gu rất là men ơi là men,
nó cứ khẳng định là mày sớm muộn cũng gãy, tao đợi mày gãy, tao quen mày kia, đợi hoài như là họ giọng phô, đến giờ nó quen cỡ chục người con trai rồi. Ví dụ nó sao là dụ được, tại đâu cũng gu em đau đúng không? Ví dụ mà mày là con trai đi, tao với mày chơi từ A đến Z, chơi chung thoải mái không có gì giới hạn, nhưng chỉ cần biết là mày có vấn đề với tao thì tao là tao, mày là mày, đứng xa một bàn chơi luôn nha, mày gần có đạp một đạp bay luôn nha. Thấy không mọi người ơi, mọi người xong cái video này mọi người phải biết là bạn Như Cương quen con gái. Mọi người đừng có nghĩ vậy, nói chung là em bị tâm lý con gái cũng có một phần là do sao cảm xúc là em sống từ nhỏ với mẹ với dì với chị, với lại hình ảnh của em khi mình xuất nó quá nhiều rồi. Em dạng chàng hay sạch Duy Khương là nó ra hình ảnh giả gái quá nhiều, giả gái quá nhiều. Thậm chí á, người ta nói là không nên đọc những cái comment trên YouTube, thì em đọc thì người ta cũng nói thằng này cái nó bị như vậy này kia, người ta nói rất là nhiều. Em chỉ mắc cười thôi, tại vì sao mình sống cuộc đời của mình, em vẫn ăn ngon, vẫn ngủ ngon, vẫn hạnh phúc. Những người nói về em chưa chắc chỉ có những cuộc sống hạnh phúc gì. Đúng, em đi là em chính là cái xã hội nào. Thứ nhất trong gia đình là em là một đứa con mà rất là có hiếu, mẹ rất là thương em và em lo được cho gia đình em. Thứ hai nữa là về xã hội là em đang cống những cái vai diễn gọi là phải hy sinh. Con trai bây giờ đô hết rồi, ai chịu để mình dây nheo để mặc đầm mặc váy không, thì em đồ mới có vấn đề là em giờ thấy chà sau mũi rất là tàn. Đó, cẩn thận. Người ta thường nói là ngày xưa là rau sạch mà rau phải xanh, nhưng mà giờ là rau xanh chưa sạch cũng là sạch nha, bây giờ là rất là lạ nha, cho nên mọi người giờ bây giờ ăn rau rau mà sâu sâu xíu cho nó chắc đúng không? Đúng em rồi đó, bây giờ rau xanh chưa hẳn là sạch đâu. Thú hút không đó, hãy đến với Phạm Duy Khương. Không, đừng có nói mò chài bò hay đánh gì chứ. Duy Khương, trời ơi, để biết đến với những sản phẩm hài của Duy Khương để thấy được là đúng rồi. Một bạn con trai diễn hài giả gái mà mẫu số chung đều cho rằng anh ta như vậy, nhưng mà không phải như vậy đâu, nhưng mà cuộc sống anh ta rất màu hồng. Đúng rồi, không phải như vậy đâu, làm đi rồi biết. Ủa chứ nhiều người á diễn cho con trai nghe lời của truyền hình mà ở ngoài đời anh thấy đâu có như vậy đâu, nhưng mà đúng rồi em bất ngờ luôn á. Em nói anh ơi, em trước khi làm nghề thần tượng lắm, anh được cũng vậy được không? Anh này nó là bạn xin anh đừng bd đi, anh thích anh lắm, tự nhiên anh bd ổn quá á, em khùng quá Khương quá, anh thích trai được sướng vậy đó, anh ơi anh thích anh lắm, anh đừng có vậy thiệt á, anh đẹp quá, anh đẹp mà anh ổn quá thiệt á. Thôi bây giờ xong con mắt xong chân mày vẽ nó xong hết luôn, thì bây giờ chị sẽ nên do nãy giờ mình nói chị vừa tư rất nhiều, thì bây giờ chị nói đó tạm chị vừa chút mắt ra cho em bằng sản phẩm của Maxim Plus đó. Nguyên cái là con bút chân mày đã chỉnh ra vẽ xong rồi, nhưng mà tác phẩm này tí hồi em coi nha. Dạ. Đây. Nhưng mà không sao đâu, chị nghĩ là mấy cái anh xấu múa bây giờ đa phần là anh là thế giới thứ ba, không sao hết trơn. Cái gu của chị cũng là em thích con trai đẹp trai, cho nên là chị luôn thích những người con trai nào biết hài hước. Em nghĩ là yêu bằng cảm xúc, người nào cho mình cảm giác hạnh phúc là được rồi chị ơi. Thường mình nói là hoa đẹp thì hoa sẽ có người mua, cho nên là kệ nó không có đẹp nhất, nhưng mà mình cảm thấy người đó mình thích nhất, vui nhất. Thanh xuân mình chỉ đến một lần thôi mà mình yêu cái thời điểm đó mình kỷ niệm. Em có những mối tình không còn yêu nữa, nhưng mà với em thời điểm đó em là yêu những người đó thật lòng, và những cái mối tình đó rất đẹp. Với em bây giờ nó là kiếp, chứ không phải chia tay xong rồi là xóa, chia tay xong rồi bỏ, chia tay xong thành quá khứ hay là giờ vẫn là bạn đúng không? Là bạn. Và đến bây giờ á, em vẫn cảm thấy là bạn nó cưới mời em vẫn đi, vẫn vui, không có một cái gì hết, vẫn bình thường. Và chúng em thời điểm đó có những tình yêu rất đẹp. Có thiệt nha, bây giờ em vẫn quen bạn gái, và bạn gái em nhỏ tuổi không? Nhỏ tuổi thì em nhiều không? Thời điểm bây giờ thì quen bạn nhỏ hơn em, mà em cũng bất ngờ khi quen bạn này. Em nghĩ là cái gì đó là duyên thì nó là tự nhiên đến, mình cũng không có bật định trước. Thời điểm ngày xưa em cũng quen cái người mà đến với em á, danh nhân á, thì em cũng hay bị nói là Khương quen tại vì còn tiền, tại vì mình làm cái nghề này, mình quen một cái người đó thì mình sẽ bị nghĩ là quen vì vụ lợi. Không đâu, tại vì bây giờ bạn đẹp, bạn có tài, bạn có tiếng, bạn giỏi. Chẳng lẽ giờ bạn đi tìm một cái người không có cái sự nỗ lực gì trong cuộc đời, bạn quen không có tài, không có tiếng, không có thực lực, không có sự nghiệp, chúng ta bạn quen. Mà bạn chắc bạn quen cái người đó bạn thành công. Cái người ta có đồng tiền, người ta nhiều khi người ta đã có sự gian nan trải qua để người ta thành công, thì người ta có ý thức về cuộc đời, người ta biết trân trọng, trân quý cái tình yêu chúng ta. Cho nên là em nghĩ là em không có lượng người yêu, mà cái thời điểm em yêu thì em may mắn yêu chúng những cái người gọi là có tài chính tốt. Tình cờ nào em đi quay quảng cáo cho nhãn hàng, thì cái bữa đó tự nhiên giám đốc nhãn hàng xuống cái ngồi nhìn em, khen bé em dễ gái đẹp á. Bữa nào chị có thương hiệu, chị làm sản phẩm mới, chị mời em quảng cáo.
cái em nói chuyện hơi hơi cái chị nó ghẹo thôi, nhưng mà xích chích nói chuyện với chị là gần xíu đi chị em không à, đừng có ngại. Cái nói là không chị, cái này cái nghề chị cho nên là khác. Cái nó trời giấu gì chị, bạn chị đi nhiều lắm, xong rồi tối về nhắn tin với em cũng tỉnh hơn là nó chỉ một bạn bè thôi. Bắt đầu con nghĩ là bạn bè đó, con nghĩ là Khương chia sẻ nha, Khương rất là dạng và bạo, có nghĩa là lần đó nhắn tin với em bực quá nhắn tin mà ghẹo ghẹo nó, thảo đang làm gì đó bé, em đang tắm chụp sau lưng em đang gửi, em tắm gửi qua luôn. Em gửi qua luôn. Cái thằng bạn nó bị đơ, bạn nó bị đơ, xong rồi qua mai mình nói em mới xin chị, ủa chị còn hỏi em làm gì nữa không, cái xong chị hỏi hoài vậy, xong em ghẹo ghẹo, xong cái rủ đi ăn đi chơi. Cái bạn đó nói chị hỏi thật là em làm sao bông hay trái. Cái nói là ủa em là quảng cáo cho chị, là em bán nghệ thuật chứ không bán đời tư, là chị đang muốn mua đời tư hay chị muốn mua nghệ thuật, muốn mua nghệ thuật thì em sẽ quảng cáo, còn chị muốn mua đời tư thì em có bán được không em đang hiểu rồi đó, hiểu chưa? Xong rồi chưa hiểu rồi chị chết rồi, bạn hiểu. Xong rủ đi chơi một lần thứ hai thì nhanh lắm. Cho nên là em không có chiêu gì hết á, em cũng không có khéo như người ta, nhưng mà được cái là em rất là có duyên. Đến bây giờ Khương mới nói là Khương cảm ơn những người đã từng đi qua những cái giai đoạn sóng gió, những cái đoạn khó khăn của Khương, rất là nó là người yêu nhưng mà cũng là người ơn. Tại vì người yêu em rất là tốt với em, rất là lo cho em, không phải là kiên cường hay là bị thực dụng đâu, nhưng mà cái điều này em khen là người yêu em rất thương em, lo cho em đến nỗi mà em nói thật anh chị em chưa chắc lo anh được vậy. Nhưng mà tại sao chị hỏi cái này tới nhẹ xíu, là tại sao là hai người chia tay nếu mà thật sự là hợp như vậy? À thì em rất là yêu nghề, mà em nghĩ là em phải 35 tuổi lập gia đình. Tại vì em yêu nghề lắm. Em là đứa rất là máu lửa, mà những người yêu em á, em thấy là mẫu số chung đa số họ là không quan tâm đến là người thật làm gì. Họ không có thèm coi đến những điện ảnh hay là truyền hình của Việt Nam, mà họ không hề biết diễn viên Việt Nam nhiều luôn. Không quan tâm. Người Việt luôn không quan tâm đến cái giới showbiz của mình. Không quan tâm. Không quan tâm. Sau cái chương trình này mọi người sẽ hiểu rõ hơn, là thậm chí không phải như vậy đâu mọi người. Mà rất là may mắn những các bạn men cực kỳ, nhưng mà anh em, một người anh chị với em rất là men, nhưng mà đẹp trai với em gái, nuôi gái cực kỳ, lụy gái mà gái bỏ lên bỏ xuống. Trong khi em là đứa xấu trai nhưng mà quen hả, toàn là gái nuôi. Xấu trai mà có chiêu. Nhưng mà có xấu trai. Có chiêu trò gì á. Mọi người có chiêu. Thật sự chiêu. Là em nghĩ là cái sự chân thật quen. Em mọi người tiếp xúc em lần đầu hay là sau này gì, mọi người cảm thấy là rất là thích cái tính của em. Không, rất là thật. Thật sự ra những cái nãy giờ em chia sẻ với lại khán giả, khán giả sẽ hiểu sâu về Phạm Thị Thương nhiều hơn. Và đặc biệt là những bạn nữ ơi, em biết là Phạm Thị Thương là một con trai nhé. Chưa gọi chị. Không, chưa gọi đâu, cái này người ta đang nghe. Con nhìn mỏi lắm. Người ta đang nghe đây. Là dòng sản phẩm của Fenty Beauty. Đó, chị đã đánh liner cho em xong. Và sản phẩm của MAC Kissman, chị đã nhấn vùng mắt cho em đó. Bây giờ xong có thể hết nhấn vùng môi. Đây là sản phẩm của chị Nhật Minh, chị cũng tặng chị. Nhưng mà chị chưa xài. Son màu ác không chị? Màu ác cực kỳ ác vậy chị. Lì luôn, siêu lì luôn. Thích lì. Đó thấy không? Cực đậm siêu lì và đang đảm bảo với em là anh có cái này nó trôi luôn. Chùi khó. Thích màu lì là vì em diễn gây hình lâu quá, nhiều giờ á, thì màu lì nó sẽ... Màu lì rất là lì luôn á. Trời ơi, chuyên nghiệp quá ha. Không nói, canh môi lên luôn kìa. A few moments later. Tây hả?
anh đừng có chụp banh nữa, anh vừa có thể giúp em chụp con nhỏ em song sinh của em không? Em make up cho nó xong đã rồi, bây giờ không biết nó đi đâu, sắp hết chương trình rồi. Ôi. Chị Gia Gia. Trời chị... em đi đâu vậy? Sao lâu quá? Chị chờ em nãy giờ. Chị nè. Em nghe chị kêu ai chụp em vậy? Anh Lâm Tây. Trời em chứ phải banh đâu kìa, anh chụp em chị. Lâu quá là hai chị em mình hả không gặp nhau, bây giờ chia sẻ đi. Năm 2019 là em sẽ có dự án gì sắp tới không? 2019 thì Duy Khương sẽ có một cái dự án hài sẽ được bấm máy và hy vọng là sẽ ra mắt thật sớm cho quý khán giả được xem. Đó là một cái vai diễn mà để được rất là nhiều hiệu ứng từ cái cuộc thi đấu trường Tú Lâm của em, đó chính là cái vai diễn một cái bà mập ngực bự mông bự. Đúng rồi. Cái bà trong đó là phim của chỗ Châu Tinh Chi. Đúng rồi, cái nhân vật đó em miss lại với cái bà mà hồi xưa vậy bị ám ức vào phim Tom Jerry. Đúng rồi, cái bà mập mập thấy cái chân coi, không thấy cái mặt. Chị coi cái tiểu phẩm đó của em. Thì em miss cái bà trong phim Tom and Jerry với lại cái bà mà u lô, miss lại là cái bà mập của em. Thì em một cái nhân vật gọi là người phụ nữ quyền lực, gọi là không một mình gọi là chống đội với lại cả một cái xã hội luôn. Không có sợ cái gì hết, thì em sẽ làm cái nhân vật này thành một cái series sitcom hoặc là một cái chuỗi em làm trên web drama YouTube để các bạn trẻ được xem thoải mái, có thể là thích xem như nào cũng được, không có bị gò bó. Và cái nhân vật của em cũng rất là viết kịch bản rất là mở, có nhiều nhân vật khách mời tham gia cùng với em nữa, sẽ bí mật nhớ mời chị nha. Chắc chắn rồi. Nhưng mà chị Nhi sẽ vào một cái vai cực kỳ phải là sexy, phải đẹp, tại vì chị Nhi luôn giữ ảnh đẹp, mà những người đẹp qua tay cái bà mặt này đều bị chửi, cho nên vô phim của em là phải chửi, một là bị chửi, hai là phải chửi là em. Không sao đâu, chị em không có nghe thơ được làm sao mà chị bị chửi mà chị được thương, được thương đúng, mọi người bị chửi mà cũng được thương đó. Chị biết rồi. Nên là sau cái dự án đó rồi thì sau cái đấu trường Tiểu Lâm năm 2016 rồi thì năm 2019 em có dự định là sẽ tham gia một cuộc thi nào mới đúng không? Nói về cuộc thi game show á thì em là người bước ra từ một cái game show và em thành công trong cái game show đó và được khán giả biết đến và cái tên của em gần gũi với khán giả hơn. Thì nếu như một cái game show nào mà hot, có một cái format mới và một cái tiêu chí cũng như là cái nội dung hay là chiến lược chơi thật là hấp dẫn thì em sẽ nhận lời tham gia ngay. Ở Việt Nam mình càng ngày càng rất là game show rất là hot, rất là phát triển. Đúng là rất là phát triển, cho nên là càng ngày chúng ta càng có nhiều đất chơi, nhiều sân chơi mở cho anh em nghệ sĩ. Thì hy vọng là năm 2019 sẽ là cái năm mà đánh dấu một cái bước đường mới của em. Cái web drama mà em vừa kể thì chị không biết là cái đó là em đã đầu quân cho một công ty nào chưa hay là tự bản thân mình, tự build up mình lên? Trước nay thì em vẫn chưa có đầu quân cho một cái công ty nào đó hoặc là em cũng chưa có sự quản lý độc quyền gì hết. Thì em vẫn thích cách làm việc gọi là có quản lý để cho nó có một cái đường đi hoạch định về cái chiến lược làm nghệ thuật của mình nó rõ ràng hơn. Bởi vì diễn viên mà thường thì sẽ có chuyên môn về diễn xuất nhiều hơn và mình chỉ có một cái tầm nhìn về vai diễn, tầm nhìn về cái cảm xúc nghệ thuật, chứ mình không có cái tầm nhìn về chiến lược, cũng như mình không thể nào quán xuyến được vừa đi diễn vừa có thể được nhìn được cái đường xa cho mình, và không, mình không có thể nào mà làm cái hình ảnh mình nâng tầm được. Đúng rồi, với lại nghệ sĩ mình bị một cái là mình không thể dùng bản thân mình hoặc là mình tự nói và view cái hình ảnh. Đúng rồi, đúng rồi, cái giá view cái giá và cũng như là mang cái sản phẩm của mình ra chào với lại khách hàng. Đúng rồi, khách hàng để đầu tư vào cái sản phẩm của mình. Cho nên thì em cũng rất là hy vọng là em sẽ được làm việc với những cái ekip thật là hết sức là có tâm. Với em á thì không cần quá tên tuổi, chỉ cần làm việc với ekip mà vì mình, hết lòng vì mình, hết lòng mình, mình cộng tác như là một gia đình. Nó ra những cái cộng hưởng rất là tốt khi mà hoạt động nghệ thuật. Em cũng nhận được nhiều sự tài trợ của những cái khách hàng, nhưng mà trước đây á thì nó bị ràng buộc về kịch bản, bởi vì cái nhân vật của em làm cái tempo nó theo cái màu là phim Thái, thì người ta muốn đầu tư là những cái chung cư cao cấp, không hợp với tiêu chí phim của em là phải nó là chung cư cũ. Thì hiện tại là em đã tìm được một cái nhà tài trợ để làm cho em, mà người ta chỉ thiên về kịch bản để người ta làm social thôi, người ta không có quan trọng về sản phẩm để người ta đi ra đến đó. Cho nên em cũng rất là vui. Vậy thì chị cũng hy vọng là trong những cái dự án sắp tới của em, mọi điều nó sẽ thuận lợi và nó trôi chảy, để cho năm 2019 của em sẽ là một năm mà gặp tỏa nhiều gặp sáng. Đúng rồi, tỏa sáng. Và biết được là Duy Khương xuất thân từ một cái game show. Thì hôm nay chị có rất là nhiều game show đặc biệt dành cho em. Wow, chơi game là cũng cực kỳ thích. Chơi game, cho nên mình sẽ bắt đầu từ cái game đầu tiên. Đến với game đầu tiên thì đây là một cái game chị nghĩ là cũng không quá khó với lại Duy Khương đâu. Tại vì nó chỉ thiên về diễn xuất của em. Mà diễn xuất của em thì quá dư rồi. Nhưng mà bây giờ cái game này nó liên quan đến việc mà diễn bằng hình thể cái đôi môi gợi cảm của em. Dạ. Chỉ có 3 cái câu em phải đọc
làm sao để lột tả được sự sexy. Sexy hơn chị nữa. Sexy hơn chị nữa. Chị là cái ngưỡng cửa của sexy rồi đó. Là em phải qua cái cửa luôn. Qua luôn. Là băng qua đường luôn không? Em băng qua đường sexy luôn phải không? Đúng rồi. Em băng qua đường sexy, nhảy xuống sông gì cũng được, nhảy xuống sông cũng được chị. Bây giờ câu đầu tiên của em đó là sữa mẹ là sữa tốt nhất cho chị em sơ sinh và trẻ nhỏ. Sữa mẹ là sự phát triển tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Quá! Cái này mới băng qua lộ thôi. Băng qua lộ thôi. Chưa có qua bên đường, chưa qua bên sông đâu nha. Từ từ. Rồi. Cho level 2 đi chị. Level 2, chúng ta cùng đến với câu. Công ty phân bón Long An hân hoan đem đến cho người dân sản phẩm phân bón tổng hợp từ phân bò, phân trâu, phân gà và phân heo. Ủa chị ơi, em chỉ nghe người ta nói sexy trên cái biểu đạt cho cái sự quyến rũ của người phụ nữ, hoặc là người ta đang ca ngợi một cái gì đó, một cái đường eo, một cái vòng ba hay cái tất cả những cái đẹp, mà sao chị ghi em sexy cho cái phân bón mà sao chị? Tại vì á, cái gì nó dễ quá thì em sẽ làm được. Cái này nó rất khó. Nó để khó. Coi em thể hiện cái sự sexy trời của em như thế nào. Băng qua lộ nha, băng qua lộ qua đường. Không, nha. Cái này là qua lộ mà thúi quá thì người ta đánh em chưa? Cho nên là giờ đi vô hẻm đi. Công ty phân bón Long An xin hân hoan được đem đến cho người nông dân một sản phẩm phân bón. Đó chính là sản phẩm bón cho cây bằng phân. Các loại phân gồm có phân bò, phân trâu, phân gà và phân heo. Vô hẻm đó. Vô hẻm. Nó hơi lạng lách chút xíu nha mọi người. Rồi, câu thứ hai, câu thứ ba, còn cuối cùng luôn. Keo dính chuột. Keo dính chuột, trung tâm công nghệ hóa màu xin giới thiệu sản phẩm keo dính chuột chuyên diệt dán, diệt muỗi, diệt chuột. Cuộc đời lập nghề của em đến nay chỉ nhận những vai sexy đại diện cho phụ nữ hoặc cho những tâm lý bất ổn, chứ cho chưa có cho những cái sản phẩm gọi là lạ kỳ như vậy. Không, bây giờ mình quảng bá cho keo dính chuột em. Quảng bá. Mình quảng bá là người ta chịu mua. Keo dính chuột hả? Bây giờ mình băng qua đường được chưa? Hay là mình xuống sông luôn? Không, bây giờ em nghĩ là lên cao. À, lên cao. Lên tòa nhà mấy chục tầng á. 81. Keo dính chuột. Trung tâm công nghệ hóa màu vừa cho ra đời một cái sản phẩm mới được mang tên là keo dính chuột. Keo dính chuột chuyên cho dính các loại côn trùng như ruồi, muỗi, kiến, gián và con chuột. Keo dính chuột. Không ai mà biểu cảm mà keo dính chuột mà giống như bán thuốc gì bậy bạ vậy đó. Xong đến game thứ hai. Áp lực chưa phải không? Nhìn mặt em là rất là bình tĩnh. Đến với game này thì áp lực hơn đó em à. Game này với cái tên gọi là áp lực 5 giây. Bây giờ chúng ta sẽ có 10 câu hỏi. Trong 5 giây chúng ta phải trả lời ra đúng câu hỏi, và khi trả lời kết thúc xong thì phải rung chuông. À rồi, ok chị. Nếu mà trả lời đúng thì chúng ta sẽ dùng cái son này để quẹt lên người còn lại. À hiểu không? Ok. Mà nhớ biết không, cái son này nó chị đã review rồi, rất là khó chùi, chùi bằng tay là không ra đâu. Rồi vô, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc chơi. Tập trung câu hỏi. Giải tên ba bộ phận tạm được thích nhất của nam giới. Bạn có thích nhất của nam giới. Năm, sau mũi, bốn, mắt, ba. Giải tên ba diễn viên nữ mà bạn từng mơ ước hẹn hò. À, Diễm Nhi, Trương Nhi, chưa đúng chỗ. Em không nhớ. Em không nhớ là bị què coi để chị nhớ mà. Để đây. Chị dễ đâu chị? Môi đang rất là còn mỏng, bây giờ chị bị dày hơn. Ủa, chị không dễ em mơ chị nè. Đi ra xa mơ chi vậy? Kể tên ba bộ phận cơ thể mà bạn tự hào nhất hết. Ngực, mông. Em thấy chị trả lời xong là em lắc trước chị. Chị thua rồi, chị lắc sao? Chị trả lời sao mà chị phải lắc? Bây giờ chị dễ mơ cho em, thì em nghĩ là trên người phụ nữ á, à, môi là quyến rũ, nhưng mà một cái phần không kém cạnh quyến rũ đó chính là mắt. Bây giờ em sẽ vẽ cho chị một con mắt. Trời ơi, tối thù. Được rồi, vô. Kể tên ba thứ bạn sẽ làm trong tuần trăng mật hết. Đi du lịch. 1, 2, 3, 4. Đi du lịch. Em chưa đi tuần trăng mật, anh chưa có kinh nghiệm. Tại vì bình thường em cũng đi chơi, như đi chơi trăng mật cái đó. Đi chơi muốn dập mật luôn à. Chị vẽ gì hả? Em vẫn đẹp. Kể ba từ mô tả thân hình người phụ nữ hết. 5, 4, 3, 2, 1.
Nói gì hả? Bãi trưởng nuột. Bốn từ rồi, chị nói chưa cái từ rồi. Ba từ, ngon, bãi trưởng nuột. Người ta nói ba từ thôi, chị nói bốn từ là chị sai rồi. Chú xíu nữa em vậy? em không biết đúng nghĩa. Bây giờ em vẽ cái gì ta? Kể tên ba loại mỹ phẩm phụ nữ dùng hàng ngày. Son, mấy cái nào? Chị nói gì vậy? Chị chưa đi. Em vừa nói son bắt đi. Chị bốn năm liền nhảy như dữ vậy. Câu đã không tính gian gian. Em nói lại là son, mascara với lại má hồng. Mascara không bao giờ chị mang theo hết trơn hết á rồi đây. Ủa đây. Chị kỳ vậy? Thì chị không giống con gái bình thường. Chị con gái là chị mang son môi, phấn với lại hả cây chì thôi. Hết. Cây chì phải không má hồng. Không mang mascara đâu có làm gì được đâu. Tại vì nhiều mà không có mí mi á. Son nhiều khi là chị quẹt má hồng luôn. Son. Đâu rồi cái son luôn. Trời ơi chị chơi dơ quá. Rồi chị có lấy son làm màu mắt luôn không? Chị đánh màu mắt được luôn không? Cũng vậy. Bà. Trời mắt em đẹp lắm chị. Gãy son luôn bà. Gãy mày chơi xài như đây thôi nha, không có nói thêm nè. Lấy cây mới rồi cái nó lại thêm nó tì quầy cái mặt em à. Vô đi chị. Đánh chị nè chị. Để ba điều bạn làm từ 10 giờ tối đến 7 giờ sáng. Ngủ, một, ngủ, hai, ngủ. Ba. Ủa ba điều mà chị chạy ngủ ba lần, chị ngủ ba lần trong đêm hả? Chị thua rồi chị ơi. Trong một đêm người ta làm nhiều điều lắm. 10 giờ đêm đến 7 giờ sáng. Thứ nhất á là trước hết là ăn đêm cái. Thứ hai đánh răng. Cái ba mới đi ngủ. Nhiều lắm mà chị nói vậy chị không có đúng. Bây giờ em vẽ em vẽ chân mày cho chị. Chân mày của chị trời. Chân mày sâu rớm á. Em vẽ chân mày nó. Ây ơi. Đó. Cầu thủ đội tuyển Việt Nam hết. Chị Dũng, Văn Toàn. Ba. Gì vậy? Trời ơi quá. Em coi đã bao nhiêu. Mà chị làm gì vậy? Nè. Mà tự nhiên. Trời ơi, anh Lâm Tây nè, mới nhắc Lâm Tây xong. Mà tự nhiên chị làm gì vậy? Chị hú lên dữ vậy? Em bị sóng mũi với chị đúng không? Sóng mũi từ dưới lên trên với em. Không ai đụng cái Dũng mà bằng cái chiêu vi cái mặt hết chị. Chị coi cây son kìa. Chị xài cây son xài một tháng, chị xài một ngày. Một lần luôn chứ được một ngày. Không sao đâu, chị nhận tim anh sẽ đầu tư cho chị chơi tiếp. Em nha chị. Ừ, rồi, chơi tiếp. Kể ba thứ bạn có thể mặc vào người ngoài quần áo hết. 1, 2, 3, 4, 5. Ủa, chị ra đường chị chỉ biết mặc áo ngực quần lót hả chị? Chị kỳ vậy, chị là con gái mà. Con gái người ta có những điều khác con trai chỉ cần nít, nít. Rồi chồng vô đi ra đường. Vậy thôi, con gái phải nẹp, xiết, độn, bới, đắp. Rồi bắt đầu đập cho chặt lại mới đi ra đường. Chưa hết nữa, như chị Nhi phải đem theo răm răng sứ. Đem theo cây sụn, đem theo nhiều lắm. Chị quên, chị là con gái mà chị không ý thức được. Để em vẽ chữ Y trên đầu chị cho chị biết là phải ý thức nha chị. Nha. Yeah. Trời ơi, không. Mọi người ơi, chữ Y này với thương hiệu là Gia là Gia. Ý thức. Mọi người. Gia Gia. Gia Gia. Trên cơ thể có cơ bắp hết. 5, 4, 3, mũi, 2, cầm, 1, nọng. Em nghĩ sao mà cầm có cơ bắp? Em cười mũi, có lên cơ. Mũi, sao mà có cơ bắp? Mình động thì lại không có cơ bắp em. Không, em cười riết là nó lên cơ. Vậy hả? Cầm, em cười riết nó nhọn hơn cầm. Vậy cho nên là ba cái phần này. Có nhọn không mà sao hồi nãy có đứa đi sinh thẩm mỹ. Mũi. Cầm. Em muốn nhọn hơn. Ừ, vậy mà có đứa đi sinh thẩm mỹ. Em nói là cái cầm em chưa vi lai đúng không chị? Chị em vi lai chị. Vi lai. Cầm em đẹp chưa? Sao mặt chị lành lặn mà em nhiều em chưa coi kiếm em cảm nhận được mặt em là nó bị thương tật nhiều lắm á. Phải nát rồi đó. Bây giờ em có chị rồi chứ gì? Em muốn ăn chị rồi chứ gì? Em muốn nhai chị. Em muốn nhai chị. Em muốn xé nhỏ chị đâu ra. Đâu có dễ đâu. Bây giờ chúng ta sẽ đến game đi bà. Game này gọi là chiếc hộp bí mật. Cái này có liên quan phụ nữ. Chocolate. Không phải. À, xăm. Càng không. Yến. Càng không. Chị gửi đi. Nhụy hoa nghệ tây. Em hay bán nhụy hoa nghệ tây. Vậy đó là em bán đúng không? Em bán cho mọi người nha. Cái này không hàng chính hãng. Hạt điều đúng không? Hạt điều em bán hạt điều Bình Phước, nhụy hoa nghệ tây Dubai nha. Ai có liên hệ em nha mọi người ơi. Vậy luôn hả? Không, cho này là trứng. Ra luôn đi. Đây. Trứng. Chúng ta sẽ đến với trứng. Rồi. Nhưng mà công dụng của trứng này để làm gì chị? Đập trứng có em. Chị, hồi xưa em từng có chơi một cái game show nhỏ thôi. Cái chơi trò chơi lớn nó là chơi trứng cút. Đập một cái trứng cút nó túa ra nhiều cái nước nhớt lắm chị.
mà chị chơi cái trứng gà, sao chị không lựa trứng ngỗng á, và trứng đào điểu chị chơi, trứng nó bằng cái mặt mình này, đập cái để đầy đầu nhớt nhợt luôn, đi về luôn khỏi chơi đó chị. Tết năm nay chị chơi vừa vừa, cứ em năm sau chị chơi lớn. Không, chị chơi hơi nhớt rồi đó, chứ không chơi vừa đâu. Không, chị chơi cũng té rồi đó. Lại chúng ta sẽ có 7 phong bì lịch sử ở đây. Ai mà đọc trúng trứng và trứng thì sẽ được bóc một phong bì lịch sử. Nói cho em biết trước nha, một phong bì ở đây giá trị rất cao, tới 3 triệu. Không thì bóc đại đúng không? Dạ hên xui, giờ biết sao giờ. Có gì được trứng chín được bóc, còn trứng sống không được bóc. Đúng rồi. Thôi bóc hết đi, đỡ bị chơi, luôn, bóc chơi nha, bóc hết 3 lần. Rồi, bóc hết 3 lần. Dễ gì 3 lần dính được 3 triệu đúng, đúng không? Rồi, đỡ 3 lần, 1 lần dính được 1.000, 3 lần dính 3 ngàn rồi sao? Bằng tiền mua cái trứng nào, đập 3 cái trứng lên đầu. Chị dùng em trước hay em dùng trứng bóc trước nè à? Chị yên tâm không dùng hay không á, thì em cũng bóc trứng chứ sống em nghi có linh tính đó. Đốt cho chị trước. Chị dùng bóc bóc luôn chứ sao vậy? Có ân hận lắm. Nặng là luộc rồi, chín rồi. Đến em. Hy vọng sẽ là tin vui cho em. Cũng đục á. Mà không biết đục, đục nước hay đục cái. Nhiều khi nó bị dừa luôn á, nó thúi thúi hơn. Nó vừa bể nước và còn thúi nữa. Rồi, em tin vào cái niềm tin của em. Rồi, tiếp theo. Bây giờ mình đập luôn đi ha. Đập luôn xong mình bóp thêm cái tiếp theo. Ôi. Cho nó có kịch tính. Vậy hả? Bây giờ là em giờ. Em nhìn chị đi, em đập chứ. Em đập hả? Bây giờ đập chi đâu đập? Thôi giờ ba trái 3 điểm đi, ai cũng phải ba trái 3 điểm. Ba trái 1 điểm mất công sưng ùn cục. Mai đi quay ưu ùn cục. Ví dụ cái là hén lên đầu, chán không? Đập phải. Chưa, phải rồi. Phải rồi. Chán dễ sợ mọi người ơi. Tới chị. Mạnh lên nha, một cú ăn ngay nha. Cú tép nha. 1, 2, 3, dùng. Mạnh lên, để em đập chưa? Mạnh lên, để em đập chưa? Ây da, chết mọi người ơi. Thôi, bóc liền cho kịch tính. Đừng chứ, bóc luôn kịch tính chứ. Bây giờ em nhường chị bóc trước. Chị thích màu vàng, em thích màu đỏ. Em hạt với màu đỏ, em bóc màu đỏ nhưng mà. Tiếp theo. Để phiên em đó, chị nhờ em đó nha. Em cảm thấy cái trái này nó gần gũi, nó nhìn em sẽ bóc nó. Sao cái trái này cảm giác giống cái trái kia trời, không lẽ hơi xui chứ cái em mà ba hai lần bóp liên tục sao nó nhạt. Để chị cảm giác. Nặng hả? Nặng không? Ừ. Bây giờ quay chậm đập đâu nè. À. Em đập vô răng. Ôi trời. Đập vô răng. Đó, đập vô má cơ. Sưng mặt. Má nha. Ông bởi. Chưa để chị đập. Chị đập sưng mặt lên luôn á. Đập em vô răng à. Chạy chín. Trời ơi. Chết. Đập vô đi nó còn không bể. Mà chị đập vô mặt em muốn sưng một cục. Má đúng không? Một cú ăn ngay. Phải là ra nước hay là ra máu. Chơi đi chị. 1, 2, 3, vô. Chị làm cái nét kỳ lắm nha. Ủa chị Nhi ơi, chị quẩn mà chị ơi. Làm những cái hành động nó sản lắm chị. Chị làm lại đi. Nhưng nó cứng thiệt mà nè, đập nó không bể. Để em đập. Giờ sao? Tấm mái chị. Em cho chị tìm cái nơi khác đập. Chọn địa điểm đập đi. Đậu em chọn cứng thiệt không mệt. Nó tràn đầy tóc chị gì gọi đầu 3 ngày chết thôi. Á! Có thấy không? Bỏ nó đâu nè, thấy không? Trời ơi, chín. Má mọi người ơi. Ồ, năm nay à, chín rồi. Màu vàng đây. Màu vàng nữa hả? Ừ. Ủa sao em không có tìm ra được cái mà... em nè. Ok. Trái của bà. Trận trận chiến sinh tử. Ai nghĩ gì một điều rồi đó. Nhưng mà trái ba. Ok. Trái thứ ba này là gì? Trái thứ ba thì số là thắng. Sao vậy? Cái thứ ba một này... là cuộc đời nở hoa, hai là cuộc sống bế tắc. Tôi cầm nha. Tôi cầm nha. Ê cào quá. Thương đàn ông của chị đâu nè. Ôi đâu. Thương đàn ông của chị đâu nè. Luôn. Đấy chưa. Đấy chính nè. Em đập đôi răng cho chị coi, đập đôi răng nè. Đó. Không hề cái răng luôn. Bơm silicone dạng cứng hay gì vậy đó. Nó quá thật luôn rồi nè. Trời ơi, trứng gà như bún mà kêu là không phải. Đau quá đau chị ơi. Giờ nó chưa bể luôn, chưa biết mà bây giờ nó sao nè. Em cắn rồi. Đã rồi. Mọi người ơi! Sống nè! Trời ơi! Sống
cái độ hòa hợp chị cùng đời mà, cái gì cũng là trải nghiệm. Nếu không phải là trải nghiệm coi như mình trải nghiệm. Cái gì gì ở trần thế nha. Đau không? Đúng quá, đau quá. Cái nét đó học kỳ 1 em diễn rồi. Chị qua cái nét đó đi. Bây giờ lên đại học nha. Ai kìa. Bây giờ đọc má này nha, bây giờ má này, bây giờ đọc má này. Ok, lên. Chị đánh gì vậy? Chị đập vô hàm răng hay gì? Chị bọc 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 bọc. Để nó cứng nó kìa. Chị đập nè, đập vô bàn tan. Đập vô thái dương. Đập một cái có tài trợ lớn luôn. Không, hai đứa cắt. Đập mắt cá. Đập xương mắt, xương tai. Trời ơi, em ghê cả, em đang chơi gì mà. Chứ mặt mình có mấy điểm, 5 điểm mà. Mũi miệng cầm. Còn là phòng trỏ. Còn khủy tai. Một phiếu. Chị hai vàng một đỏ, em hai đỏ một vàng. Phiếu cuối cùng là phiếu 3 triệu. Đúng. Em với chị 6 ngàn, mỗi đứa 3 ngàn. Đi ra lấy xe đi về. Bây giờ mình khui bao. Và bây giờ đến màn khui lì xì. Khui màu vàng màu đỏ chích đi. Bây giờ em sẽ khui màu vàng trước. Em còn 2 phiếu đỏ. Mẹ ơi, thấy không có tươi rồi. Anh bỏ giày lắm chị. Nhưng mà anh bỏ giày tờ 1 ngàn. Ê, có 10 mấy ngàn. 10 mấy ngàn hả? Cũng nhiều hơn chị rồi. Mười à... 14, 15 ngàn. 14 ngàn. 14 ngàn. Tiếp theo. Màu vàng. Hồi hộp quá. Vô. Vô rồi. Vô. Vô rồi. Vô. Em vô. Nửa giày nữa. Giấy không phải polymer chị ơi. Chết rồi. Ê rồi, được không? Được. Chết trời ơi. Tôi tươi rồi. Em có giấy và polymer luôn. Trời ơi. 503 ngàn. 503 ngàn. Thu hoạch cũng ổn. Em cảm... Tôi em ơi. Sao vậy trời. Tôi cũng không gặt được. Polymer hả chị? Polymer mà phải 1 tờ. Nhiều 6 tờ. Đau. Cô đau nữa, đi giật em, của tôi vậy. Em polymer. Mấy tờ? Cũng mấy tờ. Đếm nó ngồi. Nhưng mà tờ màu xanh lá cây chứ. Ồ. Oh. Trời ơi. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 rưỡi. À, để em đếm coi. Ôi ơi. Trời ơi. Chị có tờ 500, em không có tờ 500. Trời ơi. 2, 4, 6, 8, 9. Một bao chỉ bóc bằng 3 bao em bóc. Em coi coi. Không công bằng. Không công bằng. 1 triệu. Nói chung là bây giờ 1, 7 ngàn. Bây giờ mình có lì xì là mình mừng rồi. Mọi người ơi. Nói chung thì à, với em á, đến với game show này em rất là vui. Một cái game show, một cái format rất là lầy. Cho nên những cái khán giả mà xem chương trình này là phải với một cái tâm thế là chơi vui là chính. Với em đây là một cái lọc đầu năm khi đi làm nghề. Và em sẽ giữ cái số tiền này coi như là một cái lọc của tổ cho em sẽ giữ lại, nó là một cái duyên nghề. Em phải bỏ vào cái bao mà thường em đi cúng tổ, em có những cái gọi là trà hoa gạo đồ á. Vậy thì em sẽ bỏ vào đây là lọc tổ. Lọc tổ. Và năm mới thì Gia Trương Nhi và Phạm Duy Khương xin chúc khán giả đang xem chương trình của Gia Makeup Channel sẽ có một năm mới an khang, tài lộc và thật nhiều sức khỏe và vạn sự như ý. Và đừng quên là hãy follow và subscribe kênh YouTube của Gia Trương Nhi cũng như là Phạm Duy Khương nhé. Xin chào. Bye. Cho chị đây. Happy New Year. Chị ơi, cái này là lộc của em chị. Cái này là lộc của em. Đi ra ngoài không được giành được cái sinh sống truyền hình nha chị.